Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh youtube của cửa hàng âm thanh 5 tép Thì hôm nay cửa hàng em đã vệ sinh xong cái lô đẩy RKB Một cái thương hiệu của Đức Có model là AX260 Thì hôm nay bên em sẽ làm clip để giới thiệu cho tất cả các bác Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về cái dòng đẩy này cho các bác nhé Toàn bộ lô đẩy của em này Và đây là toàn bộ bề ngoài của chiếc đáy đây Mà bên em hôm nay muốn giới thiệu cho tất cả các bác thì con đầy này nó được thiết kế phải nói là rất là đẹp à, Mặt nó được thiết kế bằng à, Màu trắng Và được sơn tính điện rất là đẹp Ở à, bên trong cái lớp mặt này Thì nó đã được à, à, Tạo một cái lớp à, Chống bụi Để cho ngăn bụi vào trong Cho nên mà phía trong của nó thì đảm bảo cho chúng ta là cái máy à, Nó luôn là sạch sẽ Và nó không bị à, bám bụi vào quá nhiều vào bên trong Thì à, toàn bộ mặt trước mặt à, À, mặt trên nắp lưng, mặt hai bên hông và mặt dưới của nó thì đều được à, à, sơn một màu xanh, à, Màu xanh nước biển rất là đẹp. Nói chung là về thiết kế con đẩy này thì rất là đẹp. Chúng ta nó có một cái điểm nhấn của nó là màu xanh à, pha với màu trắng. Khi à, chúng ta để ở trong à, trong trong phòng thì nó rất là đẹp. Thì à, Đây, chúng ta xem toàn bộ cái lô đẩy này, rất là đẹp các bác Đây đây thì khi các bác nhận hàng được thì bên em sẽ cam kết cho các bác là toàn bộ là hàng nó sẽ đẹp như hình này nhé, Vâng, rất là đẹp. Đấy. đấy, bác xem là con đẩy rất là đẹp. ở phía sau của nó đây, phía sau con đẩy này thì được uh, uh, trang bị hai cái quạt uh, để mà đẩy gió ra ngoài. thì ở trong nó gồm có hai quạt hút và hai quạt đẩy các bác nhé. đấy, thì tổng cái con đẩy này nó sẽ có bốn bốn quạt và ở đây chúng ta sẽ thấy ngay ở đây đó là hai cổng tín hiệu vào và hai cổng linh sang một cái đẩy thứ hai. À các cái công nút công tắc gạt ở đây thì nó bao gồm là gạt sang chế độ 4 ôm, 8 ôm, à gạt tiếp địa và các cái nguồn điện ra. À đây ví dụ như là 0.77, 1.1 và 1.5 thì cái này thì chúng ta sẽ gạt sang 0.77. À cái đây là chế độ là cắt cắt cốt. Đấy, cắt cắt cốt à, để mà đánh xúc và các chế độ đánh như là varai, chế và nomo là những cái um, thông số của nó về phía sau. thì uh, con đẩy này nó có số seri của nó đây và trên số seri thì nó cũng uh, uh, thể hiện uh, cái uh, năm sản xuất luôn. thì dòng đẩy này là rất là mới các bác nhé. nó được sản xuất uh, năm 2015. Đấy, 2015. thì uh, uh, ở phía sau đây thì nó có một cái thông số ở đây chúng ta rất là quan tâm ở đây thì nó sẽ là à, ý là techron form usa tức là cái dòng đẩy này sẽ sản xuất công nghệ của mỹ và sản xuất tại china tức là prc tức là tắt của china Đấy, thì à, do dòng đẩy này nó mới sản xuất à, chúng ta đến ngày hôm nay thì nó rơi vào tầm bốn à, năm năm chưa tính cái thời gian lưu kho thời gian à, không sử dụng thì con đẩy này rất là mới thực sự là rất là mới à, bình thường những dòng đẩy này thì à, À, bên em nhập vào đời khoảng 2010 11 là cùng con này tới 2015 à, về à, chạm zalo loa thì nó tích hợp cho chúng ta cả bằng rắc new trích và cột thông thường người quay nhé rất là tiện các bác có thể là cắm từ ở đây và cột ở đây cũng được hoặc là chúng ta là làm song song cả hai à, cũng ok thì dòng đẩy này này là nó tích hợp luôn dây ngon dây ngon liền theo đẩy luôn và dây rất là lớn và chắc chắn như thế này thì coi nhé dây rất là lớn như thế này đấy về nội thất của quân đẩy này thì nó sẽ chạy cho chúng ta là máy là ruột là thì đặc trưng của máy là thì chúng ta đã biết rồi đây là một trong những dòng máy mà tiếng rất là hay và rất là là nổi tiếng hiện nay à, riêng năm ngoái thì chúng ta biết rằng là máy là nó tạo ra một cơn sốt ở trên thị trường và máy là nó đắt hơn rất nhiều à, so với những dòng máy khác thậm chí là nó tương đương đối với những cái dòng đẩy xoa sắt đấy à, đặc trưng của những dòng đòi máy là thì chúng ta sẽ có dễ nhận biết nhất đó là nó sẽ chạy ờ 20 con tụ. Đấy, 20 con tụ. Tụ đề tụ của hãng Sky và đây là tụ xịn các bác nhé và trên tất cả những con tụ này đều có dập số dập số của hãng. số seri. Đấy. À, ở đây thì nó sẽ chạy cho chúng ta là 24 sò Toshiba. Ngoài ra nó sẽ tích hợp cho chúng ta mỗi bên là hai con sò để bù áp Đấy thì đếm nếu như chúng ta đếm sò ở đây thì nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4, 28 Tuy nhiên con sò này chúng ta không tính vào trong công suất của nó Chúng ta chỉ tính đây là con sò bù áp Ngoài ra nó sẽ có những con sò bù áp nằm ở đây Đấy. Thì chính vì dòng đẩy là A này nó được à, à, tích hợp rất nhiều những con tụ Cho nên mà nó cho cái độ ổn định rất là lớn Và đặc biệt nữa là nó có bù áp cho nên mà rất là khỏe đối với những con đẩy này thì à, cam kết cho các bác là khi mà à, đánh loa thì em sẽ bao cho các bác đánh hai đôi bát 30 hoặc là một đôi bát 40 côn 100 ok luôn còn những dòng mà à, loa bé hơn thì con đẩy này đương nhiên sẽ là đánh rất là đơn giản thôi rất là đơn giản thì khi mà các bác nhận được con đẩy này thì các bác có quyền được tháo ra để kiểm tra nội thất của nó xem có đúng như bên em quảng cáo này không và bao jean 100% cho tất cả các bác bên em chỉ tháo ra vệ sinh thôi chứ còn tất cả những cái chân sò như thế này là zin hết cho các bác chưa hề sửa chữa chưa hề tháo bất kỳ một con sò nào ra chưa hề thay thế và chưa hề chấm bất kỳ một mối hàn nào đấy à, đây chúng ta xem toàn bộ con đại này đấy, từ tất cả những cái linh kiện của máy là à, đều là những cái linh kiện rất là chuẩn các bác nhá rất là chuẩn luôn về nguồn ở đây nó sử dụng một con nguồn biến thế đồng Nguyên thế đồng 20 cm. Đấy con đây này thì nó nặng rơi vào tầm khoảng 24 kg. Nếu như đóng cả bao bì thì nó rơi vào tầm khoảng 25 đến 26 kg. Đấy. À các bác nếu như bác nào mà đang dùng súp hơi thì đây là một con đáy rất là hay để chúng ta đánh súp hơi. À, máy LA nó có độ ổn định và độ bù áp, cái mạch bù áp của nó rất là tốt. Đấy, nó bù áp rất là, là 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 nhạy cho nên mà khi mà đánh những cái dòng loa công suất lớn nó có tụt áp thì cái này nó bù rất là kịp thời nó tránh trường hợp bị dè tiếng cho chúng ta và tránh trường hợp là đẩy bị quá tải đấy thì uh... và cuối cùng nữa là về công suất của dòng đẩy này thì uh, công suất của dòng đẩy này nó sẽ là hai kênh mỗi kênh là 600 w và ở uh, 8 ôm và mỗi kênh 900 w ở chế độ 4 ôm con đẩy này nó có chế độ đánh chọc kênh đánh brai đánh nomo đánh shi te và ngoài ra nó còn có chức năng bảo vệ khi chập cháy là nó sẽ là tự ngắt